mừng các bạn đã quay trở lại với Toko Camera. Mavic 3 Classic là một sản phẩm mới ra của nhà DJI. Vậy sản phẩm này có đáng tiền hay không nhỉ? Cùng mình đánh giá nhanh sản phẩm này nhé. Hầm hố, ấn tượng là những tính từ mình sẽ nói về sản phẩm này. Ngoại hình lớn mang đến sức kháng gió tốt hơn, đồng thời mang một viên pin dung lượng cao hơn so với Mavic 2. Mavic 3 Classic giúp người dùng có đến 46 phút bay. Một chiếc flycam được trang bị quạt tản nhiệt tốt sẽ giúp nó hoạt động mượt mà hơn và không gây ra tình trạng quá nóng. Mavic 3 Classic được trang bị cảm biến CMOS 4.3 inch của Hasselblad, mang lại hiệu quả vượt trội so với cảm biến 1 inch trên Mavic 2 Pro. Tay cầm thế hệ mới của Mavic 3 Classic cho công nghệ chuyển sóng Ocusyn 3.0 cho khoảng cách xa hơn, chất lượng chuyển sóng tốt hơn so với Mavic 2. Ngoài ra, Mavic 3 Classic còn có một phiên bản đi kèm với tay cầm có màn hình. Với 40 triệu mua điện thoại ư? Không bay ở đâu. Mình sẽ chọn Mavic 3 Classic, đang có sẵn hàng tại Tokyo Camera. À, còn một điều này mình chưa nói với các bạn thì trên phiên bản Mavic 3 Classic, phần cánh đã được bọc cao su ở ngưỡng đầu và giúp cho quá trình bay các bạn an toàn hơn.